huấn luyện viên dạy chó bị chó cắn đây. Ồ, sưng lên luôn kìa. Sưng đấy, đấy. Mà sưng rồi mà chị. Đây, anh em có thể nhìn thấy rõ ràng là vết chó cắn này, vết răng này này, vết răng này, đấy, sưng tay luôn. Trên hình ảnh là chú chó ta có một hành vi rất là nhát nhưng mà rất thích cắn người nhé. Vừa nhát vừa giữ đây không phải là tấn công mà nó lại cắn kiểu để mà phòng vệ. Mình gặp chú chó này ở trại chó của Ngô Văn Quốc thì sẽ quay về cái tình huống này nhé. Chó nhát nhưng mà thích cắn người. Nhân vật chính của chúng ta đây. Hello người đẹp nhá. Xin chào. Hôm nay đen nhìn thật già luôn vậy. Đen à? Đen. Em đi mấy tỉnh mà. Hả? Em đi mấy tỉnh Hà Nội. Sẽ đưa Ngô Văn Quốc đến để mà tiêm. Tiêm kháng sinh. Sáng nay vừa bị chó cắn. Chương trình hôm nay sẽ làm về huấn luyện viên dạy chó bị chó cắn và sẽ xử lý một học viên mà cắn chủ và cắn huấn luyện viên sẽ như thế nào nhé. Tất cả những chương trình đều rất thực tế. Đây vết chó cắn đây. Ui. Huấn luyện viên dạy chó bị chó cắn đây. Giờ phải qua người gửi chó để mà chích thuốc à? Chích thuốc phải chích thuốc, chích ngừa. Giật cả đầu á. Chích gì đó? Đấy, chích ngừa. Thôi. Người thì cỡ em không có bị gì nữa đâu. Chích kháng sinh thôi, Nó cắn mình đó, mình muốn không? Mình cắn lại nó là khỏi cần chích ngừa luôn đó. Ồ, sưng lên luôn kìa. Sưng đấy, đấy. Mà sưng rồi mà chị. Đấy, sưng nhá. Tất cả những cái chương trình đều phải rất thực tế. Móng mê này thì có thể là tía mình cũng sẽ phải che đi một tí. Mấy trường hợp này đâu có may lại. Vâng. Không có may. Để chích thuốc cho em thôi. Đây, anh em có thể nhìn thấy rõ ràng là vết chó cắn này, vết răng này này, vết răng này. Đấy, sưng tay luôn. Huấn luyện viên huấn luyện chó và sáng nay là bị chó cắn. Đây một phần thôi thì không? Đấy là một học viên đang ở Silver Oak và chiều nay mình cũng sẽ đến đấy để mà mình phỏng vấn lại Ngô Văn Quốc. Ở đây luôn á hả? Vâng. Wow, hai mặt luôn á Quyên. Hai mặt. Ủa nó cắn sao mà hai mặt? Nó cắn ngay chị. À, nó quặp vậy luôn. Vâng. Hả? Hèn chi nó sưng rồi. Ở mặt trên mặt gì ấy? Rồi rồi. Đây nó chỉ, cũng chỉ bằng con này thôi này. Đây nó bằng con này. Đấy, nó phải cái bằng... con mà bữa hổm chị lại là để nó hoài không? Trước em còn tắm cho nó rồi mà em vuốt ve nó thôi mà. Nhưng mà sáng nay là đang vuốt ve là nó đập luôn. Sáng nay đang vuốt ve là đập luôn, không kịp. Nhưng mà nó có chích ngừa không? Có, nó chích ngừa rồi, nó thì không còn vấn đề gì cả. Còn chích ngừa nếu mà nó không chích ngừa là mình phải chích ngừa. Rồi em chích kháng viêm cho nó đừng bị sưng. Viêm 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 bị gặp bệnh dại. Đây sẹo chó cắn này. Chó cắn, chó cao đúng không? Đây chó cắn này. Hồi đó chị vô bệnh viện nhiệt đới á. Đây bên này nữa. Đấy. Cái mông là nguy hiểm ấy. À. Nhìn thấy kim tiêm là sợ. Sợ. Ok. Em về vợ bác. Ôi giời ơi. Kháng sinh hả chị? Đúng rồi, kháng viêm. Mũi này kháng viêm, kháng sinh nữa. Cho nó không bị sưng. One hour later. Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình và Ngô Văn Quốc cũng vừa đi có một chút việc về. Và như cái đoạn đầu video thì anh em cũng đã được biết rồi. Một là mình đã quay về một cái trường hợp là một cái chú chó hiện tại là đang là học viên tại Silver Row và đang có một cái tình trạng là nó nhát nhưng mà nó dữ. Và ngay buổi sáng nay thì nó đã có một cái phần động, một cái hành động là va chạm với cả chính Ngô Văn Quốc. Thì sẽ nhờ Ngô Văn Quốc là sẽ trình bày cho anh một ít về cái tình huống sáng nay diễn ra như thế nào nhỉ? Em chào anh Trường với cùng toàn bộ khán giả kênh Nhâm Tuất nhé. Với trường hợp sáng nay thì nó như này. Bạn này là một bạn
của một khách gửi cho em. Bạn này thì là nhát nhưng mà có chiều hướng là cắn phản vệ, do ít được xã hội hóa thành ra là luôn coi người lạ như một mối đe dọa. Đấy, thứ hai nữa là bạn này là ở nhà, là vị trí của bạn ấy theo em thấy là bạn này là ở nhà, vị trí của bạn ấy là vị trí cao nhất, có nghĩa là chủ cũng không cao bằng. Bạn này là nghiêm nhiên coi là con đầu đàn trong nhà, tức là gọi là bắt nạt cả chủ đấy, gọi là bắt nạt cả chủ đấy, đúng không? Vâng, nên là khi mà em tiếp nhận bạn này thì là bạn này trong cái tình trạng là sợ người lạ, không dám lại gần, khi người lạ lại gần thì lùi lại và sủa cảnh báo. Đấy, thì em có thì em bắt đầu dần dần em làm quen, sau một thời gian thì em vuốt ve được bạn đấy rồi, chơi được bạn đấy, dắt đi dạo đi chơi, vuốt ve này khác, tắm được cho bạn này rồi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay em ngồi vuốt ve bạn này thì bỗng nhiên quay lại cắn em. Khớp luôn đúng không? Khớp luôn. Khớp luôn. Quá bất ngờ lên thành ra là em không không ấy. Tức là gọi là không kịp phản ứng. Đấy, thì cái chú chó này thì theo Ngô Văn Quốc chia sẻ thì cũng đã ở đây khoảng tầm được gần một tháng nay rồi. Nhưng mà sáng nay thì phản ứng rất là thái quá với Ngô Văn Quốc và cũng đã để lại một số các cái vết thương. Tất nhiên là nhẹ thôi, giống như lúc nãy mà mình cũng đã trên đường đi mà mình cũng đây đã quay. Như này là em ngắt lời anh một chút. Đây là như này là bạn này là cái thái độ của bạn này là không thiện chí này. Đấy. Hôm trước thì em vuốt ve bạn ấy còn cong đuôi lên, còn vẫy. Đấy, nhưng không phải sao hôm nay em vuốt ve này là không thiện chí này. Cái đuôi cụp cụp này là không thích. Đang đề phòng. Vâng, đề phòng. Đang đề phòng. Để tiếp tục chương trình thì anh sẽ nhờ Ngô Văn Quốc là cho anh em biết rõ là cái nguyên nhân tại sao một chú chó lại có một hành động như thế này. Vâng, thì hôm nay em cũng muốn chia sẻ với anh cùng toàn thể khán giả để mình tránh cái trường hợp này ra. Nguyên nhân thì em sẽ nói rõ để mọi người cùng biết, để khắc phục, khi mà mọi người nuôi chó sẽ biết cách để khắc phục. Nguyên nhân là bạn này là không được xã hội hóa. Cái thời gian đầu ý, thời gian xã hội hóa tốt nhất là từ 2 tháng đến 8 tháng. Và bạn này trong cái thời gian đấy thì bạn này lại ở cái giai đoạn bị Covid, thành ra là không được ra ngoài xã hội hóa. Chủ thì rất là yêu thương. Sau thời gian đấy thì bắt đầu dắt ra ngoài xã hội hóa. Nhưng khi mà con chó nó đã hình thành tính cách rồi thì cái thời gian mà xã hội hóa, không được xã hội hóa, khi nó hình thành tính cách rồi thì ra ngoài đường nó sẽ sợ người lạ, coi người lạ như một mối đe dọa với nó, và luôn thu mình lại để phòng thủ. Khi mà có bất chợt một tiếng động gì hay gì là bạn này sẽ giật mình, hoặc là bất ngờ có gì mà chạm vào người sẽ quay lại để phản ứng, là cắn phòng vệ. Khi mà người chủ mà đưa đến trại Sibaro, lúc đấy thì là cái tình trạng của nó đối xử với anh em huấn luyện viên ở đây như thế nào? Luôn trong cái tình trạng như là đề phòng và có phần lo lắng, sợ hãi. Đấy, thì một nguyên nhân nữa là do chủ nuôi và luông chiều. Có nghĩa là khi bạn này đòi cái gì cũng được, bạn này muốn cái gì cũng được, thành ra mà hoặc là bạn này có tính cách là con đầu đàn. Khi mà chủ không làm hài lòng cái gì có thể phản ứng lại. Tức là nó gọi là bắt nạt cả chủ đúng không? Bắt nạt cả chủ, cả gia đình. Ví dụ như một con chó ở trong đàn ý, nó là tính cách con chó là tính bầy đàn. Khi mà nó coi người chủ như cấp dưới của nó rồi ý, thì khi mà chủ làm cái gì nó khó chịu, có thể nó sẽ phản ứng lại. Chó là loài sống theo bầy đàn như lại em đã nói rồi. Thì khi mà chỉ có cho ăn và vuốt ve mới nó thôi, thì nó đương nhiên nó coi là nó là con đầu đàn. Tính cách con này nó sẽ coi là con đầu đàn. Và mình mang thức ăn về cho nó ăn, mang thức ăn cho nó ăn, thì như kiểu là cấp dưới của nó mang đồ ăn về để dâng lên cho nó, đúng không? Để dâng lên cho nó. Thì thành ra là nó không phải là cứ cho ăn là nó sẽ coi mình là chủ, nó sẽ mang ơn mình đâu. Nhưng mà mình phải hiểu cái tính cách của con chó nữa, hiểu cái tính xã hội bầy đàn của con chó nữa, để mình khắc phục. Khi mà con này nó coi nó là chủ rồi
thì khi em cho nó ăn thì nó cũng chỉ coi em là cấp dưới thôi. Và khi mà em làm cái gì mà phật lòng nó không thích, có thể nó quay ra nó cắn. À, đấy. Ok. Thì đấy, khi nào mà em là chủ được nó thì nó sẽ không bao giờ phản ứng như thế. Còn khi mà em vẫn là cấp dưới của nó thì nó vẫn chơi vui vẻ với em, vẫn ăn thức ăn do em đưa đấy. Nhưng mà khi mà nó không thích mình làm cái vấn đề gì, nó khó chịu vấn đề gì, có thể nó quay lại nó phản kháng với mình. Ok, ok, ok. Đấy, để mình sẽ tổng kết lại cái đoạn này. Thì mỗi một con chó, mỗi một cái giống chó thì đều có một cái tính cách khác nhau. Trên hình ảnh chúng ta là một cái chú chó ta. Ở trong miền Nam của chúng ta thì hay gọi là chó cỏ. Thì đây là một cái giống chó mà không biết nguồn gốc xuất xứ của bố, của mẹ nào đấy. Thì rõ ràng là chúng ta là gọi là hơi bị gọi là lai tạp đi. Thì thường là chó như này thì cái thần kinh nó sẽ có vấn đề đúng không? Thần kinh nó có thể yếu này, thần kinh của nó sẽ lên xuống, lúc vui, lúc buồn và lúc có thể như thế này, lúc như thế nào. Nếu như mà anh em mình mà nuôi nó từ tầm bé thì không sao. Còn đây mà nuôi lớn như này rồi thì có thể nó sẽ phản ứng. Và hai là cái ý của Quốc nói là khi mà những anh em ở đây cho ăn thì nó chỉ coi như anh em như kiểu như là ô xin thôi, là phục vụ thôi. Đấy, hôm nay ngon lành, vui vẻ thì tao ăn. Còn hôm sau mà như thế này thì tao có thể phản kháng lại, đúng không? Đấy, thì hôm nay thì đúng ngày hôm nay thì như cái đoạn mình quay là người thực, việc thực. Vết thương trên tay của Ngô Văn Quốc cũng là thực luôn, là chú chó này buổi sáng này là khập. Mình và Ngô Văn Quốc có đi có một chút công việc và chở Ngô Văn Quốc đến một cái chỗ mà chị người quen để mà tiêm kháng sinh. Và chị có cho thêm một ít cái thuốc để mình về nhà dùng. Đấy, cái câu hỏi tiếp theo để mà anh gửi đến Ngô Văn Quốc là với cả một cái trường hợp chú chó này thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp để mà xử lý như thế nào? Thứ nhất là trước tiên là em sẽ phải, đầu tiên là em sẽ phải làm quen với nó đã. Khi nó coi quen với nó rồi, nó coi em như một người bạn rồi, có thể nó vẫn coi em như một cấp dưới. Đấy, thì khi lúc đấy thì em sẽ dùng phương pháp gọi là alpha, là con đầu đàn đấy. Để em lấy lại cái vị trí của em, để nó phải coi em như một con đầu đàn. Đấy, thì lúc đấy thì em mới bảo được nó, lúc đấy thì nó mới phục tùng em, nó mới coi em như một người chủ. Xin giải thích thêm cho anh em là như thế này. Khi một cái chú chó, khi một cái con động vật mà nó chưa coi con người chúng ta là một cái con đầu đàn, thì ở trong cái giới động vật thì hay gọi là sói alpha, tức là cái con mà con đầu đàn đấy. Thì để trở thành một con đầu đàn thì những cái con thành viên phải chiến đấu với nhau để mà biết là kẻ mạnh và kẻ yếu. Chỉ kẻ mạnh duy nhất ở trong đàn thì mới được coi là con alpha. Và cái chú chó này thì chưa coi bất kỳ một cái gọi là cái người nào, kể cả người chủ của nó là con alpha. Thì khi mà đến đây thì Ngô Văn Quốc sẽ phải áp dụng một cái phương pháp là phương pháp gọi là alpha. Đấy, phương pháp alpha thì nó sẽ có rất nhiều những cái gạch đầu dòng, những cái tình huống để mà xử lý. Nhưng mà cơ bản nhất là người huấn luyện viên phải cho con chó biết tao là con đầu đàn và tao là sẽ là kẻ thống trị mày, mày phải tuân lệnh cho tao. Dù trước đây mày có ngỗ nghịch, có láo lếu hay là có gọi là có mất dạy như thế nào, thì khi mà đến đây thì tao sẽ phải xử lý cái vấn đề đấy, đúng không? Mình nói thế cho anh em nó dễ hiểu. Cái phần này nó cũng con chó nó bắt nó rất là tinh ý, nó bắt ý rất là nhanh. Nếu như anh em mà trong cái ánh mắt của anh em mà nhìn nó với cái kiểu sợ hãi thì nó sẽ là đợt nước làm tới. Đợt nước lần tới. Vâng, làm tới có nghĩa là lúc đấy nó sẽ không sợ mình nữa, bởi vì trong ánh mắt của mình đã sợ nó rồi thì mình sẽ không bao giờ làm được con đầu đàn của nó nữa. Đấy, cái này thì là kinh nghiệm nắm phần nhiều để mà mình khắc phục được cái vấn đề này. Tức là mình có thể là cái một cái quá trình như thế là có vẻ trải dài trong khoảng tầm vài tháng. Vâng. Thì mình cứ gạch đầu dòng đi. Đầu tiên là khi mà đến đây gọi là làm quen, đúng không? Nhưng mà hôm nay là xảy ra cái tình huống mà nó đã va chạm như thế này rồi thì mình sẽ phải áp dụng một cái phương pháp gọi là phương pháp alpha. Vâng. Đấy. Sau khi mà sử dụng phương pháp alpha mà dần dần khoảng tầm 1-2 ngày mà nó đã gọi là nó tôn trọng mình rồi, nó sợ đi. Gọi là nó sợ mình đi, thì sau cái bước đấy thì chúng ta sẽ phải làm bước nào tiếp theo? Chúng ta sẽ chơi với nó, làm quen với nó. Phần thưởng lúc nào cũng đến với nó khi mà nó làm tốt, sẽ luôn vui vẻ trở lại với nó,
không coi nó như một kẻ thù. Cái vấn đề, một vấn đề nữa đó là mình thưởng và phạt đúng thì sẽ không bao giờ bị làm sao cả. Khi mình phạt cho con chó hiểu là à nó làm sai cái gì nó bị phạt, chứ không phải là bỗng nhiên nó làm sai cái gì thì qua thời gian qua lâu rồi mà mình về nhà mình thấy thế mà mình phạt nó thì lúc đấy nó sẽ không hiểu cái gì cả. Mình phạt ngay lập tức. Phạt thì bằng cách nào thì tùy từng tính cách của từng con. Có con tính cách mềm mỏng thì mình phạt nhẹ nhàng, có con tính cách nó mạnh mẽ, nó dữ dằn thì mình sẽ phải phạt cái hình phạt nó nặng hơn. Chứ không phải là con nào mình cũng áp dụng vào tính cách áp dụng vào cách phạt như nhau cả. Tức là phải thưởng phạt phân minh đúng không? Vâng. Thì cũng giống như anh cũng đã làm rất nhiều video rồi. Thì luôn luôn là chó ở nhà anh chị em phải biết là thế nào một cái lệnh là lệnh sai. Vâng. Nghĩa là hô sai. Sau khi mà chúng ta đã làm cho con chó mà biết cái vấn đề là lệnh sai hay là những cái câu mà mình hô sai mà không được phép làm thì vấn đề thưởng sẽ như thế nào? Vuốt ve nó rồi cho nó ăn, chơi với nó một cách vui vẻ, hoạt bát, nên thưởng cho nó khi mà nó ngoan, thưởng cho nó khi nó làm đúng. Lúc đấy thì mình sẽ cực kỳ vui vẻ với nó. Mình sẽ phải làm cho nó vui vẻ trở lại và chơi với nó một cách bình thường. Bình thường, để cho nó sẽ có một cái cảm giác là bình thường trở lại, đúng không? Còn khi mà nó làm sai thì ngay lập tức mình sẽ phải quát sai luôn để nó hiểu và nó không lặp lại cái hành động sai đấy nữa. Đấy, thì có rất nhiều những cái hình thức mà kể cả những cái video trước anh cũng đã nói rồi. Thì thực ra là việc ở trên tay cuốc đang sử dụng là một cái dây dắt hoặc là những cái xích. Thì khi mà những con chó mà làm sai, nhất là với cả giống chó Malinois, thì mình có thể sử dụng một cái giật thật mạnh để cho nó biết à hành động này là ta không thích. Phải giật thật mạnh và hô sai ngay lập tức. Đấy, để cho con chó nó có thể đau này, có thể nhói một tí để nó biết à đây là hành động sai. Đấy, có thể nó sẽ kêu lên nhưng mà đấy là hành động sai, đúng không? Mình sẽ có rất nhiều các phương pháp để mình sử dụng cái vấn đề đấy. Vâng. Ok, tại vì cái quá trình để mà xử lý một cái vấn đề một chú chó mà vừa nhát này, vừa dữ, vừa có xu thế là tấn công người thì nó sẽ trải dài trong vòng vài tháng tại trại. Thì ở cuối cái chương trình này thì anh sẽ nhờ Quốc là chia sẻ cho anh em một nuôi chó, nhất là những cái giống chó mà nó to lớn đi. Đấy, ví dụ như là Phú Quốc, Mông Cổ, Bắc Hà hay là Mali trở lên, thì khi mà anh em mua chó con về thì anh em nên xã hội hóa như thế nào? Về cách mình sẽ phải xã hội hóa con chó như nào, mình nuôi một con chó như thế nào. Đấy, trước tiên là cái thời điểm con chó cần được xã hội hóa, mà thời điểm tốt nhất là từ 2 tháng đến 8 tháng tuổi. Con chó cần được ra ngoài, được tiếp xúc với không gian lạ, được tiếp xúc với người lạ, được tiếp xúc với xe cộ, tàu xe, để nó thấy tất cả mọi điều đều là hoàn toàn bình thường, không có gì là một cái mối đe dọa với nó cả. Đấy, sau đấy mình có thể dẫn nó đến chỗ đông người. Nếu mà muốn nó thân thiện thì có thể cho nó chơi với người lạ cũng được, cho người lạ vuốt ve nó để nó thấy là người lạ không phải là một mối đe dọa gì cả. Đấy, còn nếu mà mình không muốn nó thân thiện với người lạ thì mình có thể không cho nó chơi với người lạ cũng được. Nhưng mà vẫn phải dắt nó ra những cái khu đông người, môi chơi, trường xung quanh lại, những công viên hoặc là chỗ đường xá đông người đi qua lại. Để nó thấy tất cả mọi chuyện đều là hoàn toàn bình thường. Thêm một vấn đề nữa là mình nuôi nó thì cho nó biết nó ở vị trí nào. Cưng chiều thì ai nuôi chó đều cưng, ai nuôi chó thì đều chiều cả. Nhưng mà mình sẽ phải làm cho nó biết là nó là ở vị trí nào. Nó không phải là con đầu đàn, mình sẽ là phải là con đầu đàn. Đấy, thì lúc đấy thì sẽ không gặp phải những cái tình trạng như này, không gặp phải những trường hợp như này nữa. Tức là không gặp phải cái trường hợp mà con chó nó đè người chủ, đúng không? Vâng. Gọi là mình gọi là đè hay là bắt nạt lại người chủ. Vâng. Đấy, thì giống như là Quốc vừa chia sẻ, thì nếu như mà anh em đã xác định mua chó với anh thì kể cả con poodle, kể cả những con chó nhỏ như chihuahua 2-3 kg thôi, khi mà mình mua về là 2-3 tháng tuổi, mình nên dẫn nó đi chơi. Ít nhất là sao? Quen với cả hàng xóm láng giềng của chúng ta, quen với cả những cái môi trường công cộng quanh nhà. Đấy, để cho nó làm quen, để cho mọi người biết à đây là chó của nhà ông Quốc, đây là chó của nhà ông Trường Nhân Tất TV. Để ví dụ như mà sau này mà chẳng may nó đi lạc thì mọi người biết à đấy, chó nhà em đang chạy ở kia kìa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đấy, như Quốc chia sẻ, nếu như mọi người mà muốn một cái chú chó mà thân thiện thì nên cho đi chơi ngay từ bé.
nhờ mọi người là vuốt ve đấy để cho là nó làm quen với mọi người, để cho nó không bị sợ này, và gọi sau này là không cắn hay là làm một chú chó thân thiện. Còn nếu như mà anh em mà định mua một cái chú chó, mà nuôi một chú chó để mà trông nhà, trông vườn, để mà gọi như cảnh báo buổi đêm, thì mình vẫn dẫn ra ngoài môi trường xung quanh, nhưng mà mình sẽ hạn chế hoặc là mình sẽ không cho nó tiếp xúc với người lạ, để nó luôn luôn là có một cái sự cảnh giác nhất định, đúng không? Tức là đối với người lạ là tao nhìn thấy người lạ nhưng mà tao sẽ không cho mày sờ vào người tao. Đấy, và nếu mày mà vào nhà tao thì tao sẽ sủa để mà cảnh báo hoặc là tao sẽ tấn công. Rồi ok, rất là cảm ơn Ngô Văn Quốc. Cái video này thì khi mà mình ở Silverado thì gặp đúng một cái trường hợp chú chó này. Cái đoạn đầu tiên thì mình quay cách đây là 2-3 ngày. Còn ngay buổi sáng nay thì Ngô Văn Quốc bị một cái va chạm nhẹ. Thì anh em mình đã nảy sinh ra luôn những cái ý tưởng để mà làm, để mà chia sẻ cho anh em. Đây, Ngô Văn Quốc cũng là một cái huấn luyện viên mà rất nhiều năm rồi, huấn luyện những cái chú chó rất là to rồi, nhưng mà đến tận hôm nay thì cũng đã để lại trên tay những cái vết thương, đúng không? Và cái này thì là nó là nghề rồi anh. Có nghĩa là em có thể nhận biết được con chó khi mà nó sợ sệt nó như thế nào, khi nó chuẩn bị tấn công nó sẽ như thế nào, nó phòng thủ nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nhiều cái nó sẽ bất ngờ xảy ra và mình không thể tránh được trong cái trường hợp như này. Ok, ok, rồi. Thôi rất là cảm ơn huấn luyện viên Ngô Văn Quốc tại Silverado, và xin gọi như là chúc Ngô Văn Quốc là sớm lành vết thương. Tại vì một vài ngày nữa còn có thêm những cái chương trình mới lạ nữa, đúng không? Vâng. Ok, bây giờ nghỉ ngơi thuốc thang mấy ngày nhá. Rồi, xin cảm ơn Ngô Văn Quốc. Em cảm ơn anh cùng toàn thể anh em khán giả. Ok.